Đây. Giờ mình sẽ học đến bài hai con chó. Nhưng mà đầu tiên là mình sẽ không sẽ cho những cái bài mình đã giao, mà mình sẽ cho một cái bài đó là cho hai mảng đã sắp xếp, sau đó là mình sẽ gộp hai mảng đấy lại thành một mảng tăng dần. Ok chưa? Có ai không hiểu đấy không? Tôi không hiểu cũng hiểu nhá. Nó là cái bài cơ bản trên Vinoe. Đây nha, bây giờ cho hai mảng đã sắp xếp này. Ví dụ 1, 3, 5, 6, 7. Bên dưới là 2, 3, 4, 5, 5 chẳng hạn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ phải dùng một cái hàm gì đấy để mình sắp xếp được hai cái này thành một mảng tăng dần, nhưng mà chỉ được mất ON thôi, không được quá ON nha. Không chơi cho nhập phát hai mảng thôi, chơi sót lại nha. Thì bài này mình làm nào? Bài này thì mình sẽ đầu tiên nhá, thì mình sẽ cho hai con chó lần lượt đứng ở hai đầu này, được chưa? Thế thì bây giờ giữa hai cái số này ấy, thì mình sẽ chọn số nào vào cái bảng mới ấy. Mình chọn số nhỏ hơn đúng không? Nó là số 1. Đấy thì mình sẽ cho số 1 vào đây. Trời ơi, hôm nay con chuột của mình nó hơi đơ nên là viết nó còn không ra chữ nữa, trời ơi. Đấy. Con chó số 1 này, nó số 1 vào đây đúng không? Thì cho số 1 vào rồi thì nó làm gì tiếp theo? Nó sẽ tăng con chó này lên 1, được chưa? Thì tiếp theo nó làm gì nữa? Tiếp theo nó lại so sánh hai cái vị trí của hai cái con này. Thì tiếp theo nó làm nó cho số 2 vào đúng không? Dạ. Tiếp tiếp theo cho số 2 rồi thì con chó này tăng lên 3. Đấy thì đến con 3 này thì cho con nào vào cũng như nhau đúng không? Cho con 3 nào vào đây cũng như nhau, được chưa? Đó. Thì sau khi cho con 3 này vào thì cái gì? Con chó 1 lại tăng đúng không? Lại lên 5. Tiếp theo sau khi cho con 5 này à lộn chưa, chưa chưa cho con 5. Thì lại so sánh hai con cái số này ở hai mảng đúng không? Thì lại là số 3 để cho vào. Sau khi cho 3 thì cái con chó này lại tăng. Tiếp tục nó lại so sánh như này, nó lại so sánh con 4. Rồi, tiếp tục là 4 rồi thì nó lại tăng cái con chó này lên. Đó. Thì đã tăng lên như này đúng không? Thì lại tiếp tục so sánh hai con chó này nữa thì lại cho con 5 vào. À, sau đó con chó này lại tăng lên thành con 6. Xong tiếp tục so sánh hai con chó tăng lên 5 6 6 7 gì đấy, tương tự như thế, thấy chưa? Thì cái bài này code nào? Bài này có hai cách code, một là dùng một vòng for và một vòng while, hai là dùng hai vòng while, à không, dùng một vòng while. Nói chung là nó cũng như nhau cả thôi. Nhưng mà nếu một cách cái code một for một while ấy, thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Nên là mình sẽ code cách hai vòng for chứ. Đầu tiên là lập một cái bài như này. Cái bài sắp xếp kiểu này nó là loại sắp xếp gì đấy mình quên tên rồi nha, kiểu như merge sort hay cái gì mà không không nhớ chính xác nữa, có vẻ là như thế hoặc là không, merge sort là không phải. Các kiểu sắp xếp nha, loại sắp xếp kiểu. Wait a minute. Loại sắp xếp. Đấy, thì có những loại sắp xếp sau. Thì không biết là cái này nó là loại sắp xếp gì nhỉ? Xếp hai mảng liền với nhau. Merge sort thì không phải. Xếp gì đó. Mình cũng không biết chính xác cái này là cái kiểu sắp xếp gì, nhưng bỏ qua nhá. Đó thì bây giờ có một bảng A, mắc N gì đó, B mắc N, thì mình sẽ cho kết quả bằng C đúng không, hoặc là mình sẽ có thể dùng vector, nhưng mình sẽ dạy cái cách cho vào bảng
Vì cái mảng này nó sẽ bằng hai mảng kia cộng lại, thì mắc n sẽ là nhân 2. Đó. Bây giờ define mắc n là 14,6. Thì đầu tiên là mình sẽ có hai thứ in n m k liệt phân tử của ABC nhá. Thì mình sẽ nhập n này, nhập m này. Ơi à, có nhiều bị ngáo luôn y nha. Đó thì bây giờ bắt đầu hàm sắp xếp này. Đó, à không, sao lại bị trùng rồi, mơ đi lại bị trùng cái cây thế nào. Đó như này đi, hợp hai cái hàm à, hai cái mảng AB lại nhá, thì đây là hàm void, được chưa? Void m in a in b. Đó, đây là truyền hai mảng vào nhá. Khi mà mình truyền hai mảng như này thì nó sẽ truyền con trỏ của cái biến a không vào ấy. Thì cái này nó là kiểu truyền nó như kiểu cái và x này, nó tương đương với cái và này, nhưng mà cái này nó sẽ là địa chỉ của cái mảng này luôn, tức là nó dùng trực tiếp cái mảng của cái ban đầu ấy. Đó, các bạn không hiểu gì kệ các bạn nhé. Đó bây giờ mình sẽ làm nào, mình sẽ tức là bây giờ mình phải lúc đầu mình sẽ gán vào cái biến y không là gì bằng không, tức là cái lượng phân tử mình cho vào ấy, y và z là cái phân tử mình cho vào đúng không, là hai con chọn mình đang xét ấy. Thôi bằng một đi, bằng một quên không được, cho bằng một đi cho dễ hiểu nhá, hai con chọn mình cần so sánh với nhau này. Đó thì bây giờ mình sẽ dùng vòng while, mình làm như thế nào ấy, khi mà nó vẫn còn nhỏ bằng n và z vẫn còn nhỏ nhỏ bằng m đúng không, thì tức là mình vẫn còn cho được nó tiếp vào được chưa? Đấy thì mình phải làm đến khi nào hai cái này nó vượt quá n và m ấy, tức là mình đã cho tất cả đủ các phần tử của hai mảng vào trong mảng C rồi. Đấy bây giờ mình sẽ so sánh nhá, if AI là nhỏ hơn BZ thì mình sẽ cho cái AI vào đúng không, cho cái AI vào mảng C đúng không, còn ngược lại thì mình sẽ cho BZ vào mảng C, được chưa? Nhưng cái này nó sẽ có một cái trường hợp đặc biệt ấy, tức là cái bên của cái mảng B ấy, mình đã cho đủ số phân tử rồi đúng không, thì lúc đấy giả sử như cái mảng như này, cái mảng nó là 3 4 5 thì ạ, 3 4 5 ấy, 3 4 5, trời ơi trời ơi, mà cái mảng B là 1 2 ấy, thì tức là nếu mà có cái mảng như này thì lúc đấy cái gì ấy, nó sẽ làm cái số rất lớn ở đây rồi, nó làm số lớn vô cùng ở đây rồi. À không, lỗi 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 thì cái gì ấy, lúc đấy nó sẽ chạy quá m rồi ấy, là gì nó đến đến cái m cộng 1 rồi ấy, hiểu không? Tức là nếu mà gì bằng m cộng 1 ấy thì mình sẽ cho luôn cái AI vào là không cần so sánh đúng không, nếu mà cái gì nó ở đây này, thì với cái ví dụ như này ấy, thì cái gì nó sẽ chạy hết từ 1 2 này nó đến 3 luôn rồi, nó quá m rồi, thì lúc đó mình không cho vào nữa đúng không, thì mình phải xét thêm cái trường hợp nữa, đó là if if mà gì lớn m ấy thì mình sẽ cho cái gì, cho các bạn biết chèn một phần tử vào mảng mới chưa, ví dụ đây đang cái mảng không có gì nhá, mảng không có gì mà mình chèn một phần tử vào ấy, tức là mình sẽ gán cái phần tử ở vị trí mới này này, bình thường cái mảng đang bắt đầu từ không đúng không, mình gán cái phần tử vị trí mới này là một, và mình tăng cái số lượng phần tử của cái mảng ấy lên là một, được chưa? Tức là mình gọi k là số phần tử của mảng đấy, thì ở đây ấy, nó sẽ là a của à đầu tiên là k cộng cộng, tức là tăng biến k lên, lúc đầu k đang bằng không nhá, k bằng không này, k bằng không nhá,
thì mình tăng k lên 1 đúng không? Thì tức là mình sẽ gắn con e1 ở tại vị trí này. Được chưa? Nói chung là tất cả những cái thao tác đầu tiên của này đều là tăng k lên. K cộng cộng, được chưa? Mình sẽ cho đầu tiên à mình sẽ cái bước này ấy, là mình sẽ chèn cái phân tử mới vào vị trí CK. Đấy. Bây giờ nếu mà J lớn bằng M đúng không? Thì mình sẽ cho cái AK à CK này nó bằng với AJ AI, được chưa? Tức là nếu cái B đã cho hết vào rồi thì mình sẽ gắn cái C mới này, sau đó cái Y phải tăng lên đúng không? Được chưa? Nếu mà code như này thì trước vừa mình vừa dạy rồi đấy thì là cái này. Nếu mà chỉ gắn AI xong Y cộng cộng thì mình có thể viết luôn là A bằng AI cộng cộng, tức là nó gắn bằng AI sau đó Y cộng cộng, được chưa? Đó. À, còn nếu không ấy, chỗ này nhớ L vào nhá. L này, L if Y đến N này. Vì sao? Bởi vì nhá, ví dụ như cái trường hợp mà cái đây vẫn là 3 4 5 nhá. Mà đến cái con 4 này này, à đến con 5 này. Mà nó put cái con 5 này vào rồi đúng không? Thì lúc Y nó lên 6 rồi ấy. Nếu mà nếu mình không L ấy thì lúc này Y nó lớn hơn N này thì nó vẫn tiếp tục làm nó put cái con J cộng 1, tức là cái con J bằng 4 ở đây này. Nói chung là sẽ bị sai, phải L vào đây. Bởi vì cái Y ở đây đã thay đổi rồi, nó có thể trước đấy thì nó không lớn bằng n đâu, nhưng mà sau khi dùng cái CK bằng AI cộng cộng này nó có thể lớn hơn n rồi, nên là chỗ này mình phải L vào. Đó. Nếu mà cái này lớn hơn đúng không thì sẽ là CK bằng gì? Bằng với cả BJ cộng cộng, được chưa? Đó. Còn nếu không nữa ấy, nếu không thì nó là cái trường hợp cơ bản thôi, nó là cái trường hợp không có nào bị quá vượt quá cái giới hạn đấy, đúng không? Nếu mà AI mà nhỏ hơn A hơn BJ thì mình sẽ cho AI đúng không? Tức là CK sẽ bằng AI cộng cộng. Còn nếu không ấy thì ngược lại là mình sẽ cho BJ vào đúng không? CK bằng BJ cộng cộng. Đó. Thì cuối cùng là mình sẽ in ra cái mảng mảng C. Biết code mình có sai không cơ? Y bằng 1, Y nhỏ hơn bằng K Y cộng cộng LC. Giờ ai không hiểu thì có thể gõ một lên đây nhá để được giải đáp. Trời ơi, cái gì đấy? Mẹ ơi, Phước mới đây hả? Ok, tại nhắn bên này anh không thấy thông báo nên là anh không biết. Được chưa? Chắc vừa vào kịp là cũng vẫn kịp nhận. Không, vector thì anh đang giới thiệu cách dùng mảng gì. Vector thì nào chẳng biết thôi. Mảng có thể chưa biết sao. Gì đây? Ok, mẹ ơi, anh không để ý luôn. Nó không thông báo luôn ấy, không một tiếng. Giờ mình thử nhá. Ai ý kiến thì cứ chat lên nhá. Dù anh không để ý lắm đâu. Đây, bây giờ ví dụ như cái mảng này đúng không? À, mỗi cái có 5 phân tử này. 1, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Đó. Bây giờ thoát thử xem là nó giao nhé. Đó, nó mất luôn con này rồi. Sao thế? 2, 4, 6, 8. À, mỗi cái nó mất một cái này. Ảo à, thật đấy. Cái thế nhỉ? Có ai biết lỗi sai đâu không? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. Rồi nó mất hai con rồi. Vì sao ta? Cái thế nhờ. Đấy, trước khi giảng bài này mình chưa chuẩn bị cái code này cũng không biết sao ta. Bây giờ mình phải treo kè đây hay không để ra ngoài để bớt cái này ấy, thì mình sẽ treo thử nào và mờ nhá. Treo luôn easy này. Yeah.
5 5 và 4 6. Hello, vua. Hả? À, chỗ này. Cà chua hoài. Ờ, khoan khoan khoan. Một trong. Hoặc. Ờ, rồi rồi anh lỗi anh thôi anh. Ừ, anh biết rồi. Đấy. Được chưa? Tức là một trong hai cái nó vẫn còn nhỏ hơn ý, tức là vẫn còn cái số để thêm vào. Đấy, rồi ok đúng rồi không? Hay quá. Đấy, các bạn chú ý nha, cái quan này là như này. Anh cũng lười không cốt kiểu này đủ chả như. Tiếp nha. Đấy, thì thay vì cốt kiểu này thì mình sẽ có thể cốt bằng cách hammer này. Đó là in A, in B. Thì bây giờ thay vì cốt kiểu này thì mình sẽ dùng một vòng for, mình tăng dần cái biến y lên, tăng dần cái biến y từ 1 đến n, sau đó mình sẽ dùng while với cả cái gì đấy, while hiểu không nhỉ, ai không hiểu mình cứ viết ra nhá, để đây đã lại ở đây à, chí lề à, quốc anh ở bên này không có mic á, có không nhá, cái mic này. À khoan, em vừa nói đúng không? Ừ, chắc là em vừa nói là có mic rồi đúng so. Hello, bị quái đây. Được chưa? Các bạn có ý kiến gì không? Ý kiến gì tiếp tục nha. Nhắc lại cho mấy bạn vừa mới vào là bây giờ mình có hai mảng. Một mảng là mảng A có n phần tử, mảng B là có m phần tử. Hai mảng đang được sắp xếp tăng dần rồi, mình phải hợp lại thành một cái mảng thứ ba sao cho nó tăng dần và độ phức tạp chỉ là n thôi. Thì lần lượt mình sẽ tăng hai con chọn này này, mình so sánh hai vị trí ở hai con chọn nhá, sau đó mình tăng nó lên, mình sẽ so sánh hai con đấy, nếu con nào nhỏ hơn thì mình sẽ cho nó vào mảng mới, còn nếu mà được nó được cho vào rồi thì mình sẽ tăng con cái biến con chọn đấy lên, sau đó mình tiếp tục so sánh như thế đến khi nào mình cho được hết cả hai mảng vào thì ok lại một thằng nữa. Ok tuyệt vời các bạn. Lại nói lại lần nữa này, có hai mảng, bắt đầu tiếp nhá, có hai mảng này đã được sắp xếp rồi và bây giờ mình cho muốn xếp nó thành một mảng mới cũng tăng dần, sao cho là độ phức tạp u n thôi, u 2n gì đấy, đấy đại loại là như thế, thì mình sẽ cho vị trí hai con trỏ là vị trí bắt đầu của hai cái ô này, sau đó mình sẽ so sánh hai cái biến đấy với nhau. Giờ nếu mà cái cách nào nhỏ hơn ấy thì mình sẽ cho vào mảng mới và tăng cái biến được được cái vị trí vừa cho vào ấy thì mình tăng cái con trỏ ở vị trí đấy lên một và sau đó tiếp tục so sánh đến khi nào mà nó không còn so sánh được nữa thì thôi, được chưa? Đấy. Anh vừa nói lại cái đề rồi đấy, hiểu không? O n cộng m thì đặt chung nó là o n thôi em, hiểu không? Nó cũng không. Đấy, kiểu như thế, được chưa? Tại em vào muộn thế sao? Được. Cách thứ hai nhá, cách thứ hai mình sẽ for từ y bằng một, y bằng m n y tổng cộng, thì mình sẽ mỗi mỗi bước ấy thì mình sẽ cho cái phần tử này vào, cho phần tử ai vậy, sau đó là trong những cái bước đấy thì mình sẽ cho những cái mà nó lớn bằng ai trừ một và nhỏ bằng ai vào trước cái bước mà mình cho ai vào, hiểu không? Giờ ví dụ nhá, ví dụ này, ví dụ bây giờ mình cho con một này vào thì trước con một ở trong cái mảng này nó không có gì cả, sau đó mình đến lượt cho con ba này vào ấy thì thay vì cho con ba này vào trước ấy thì mình sẽ cho con hai và ba vào trước, sau đó mình mới cho con ba này vào đó, rồi sau đó là tiếp tục đến cho con năm này thì trước khi cho con năm này mình phải cho con bốn năm này vào trước rồi mới cho con năm này vào đúng không, tiếp tục đến con sáu này, con sáu này mình phải cho con sáu này vào trước rồi mới cho con 6 này vào, rồi cho con 7 này vào, được chưa? Đấy, thì đây là cách cốt kiểu mới, mình không so sánh từng hai vị trí một nữa mà mình so sánh, mình lấy tất cả những cái này luôn. Nói chung là nó vẫn phải so sánh từng cái vị trí có trỏ một, nhưng mà cách cốt này nó phải có một hơi một một cái sự suy nghĩ khác một tí. Đấy, thì đầu tiên mình sẽ khởi động với cả con gì bằng không, chứ không phải gì bằng một nhé. Vì sao? Vì bây giờ nhá, mình sẽ cho những con mà con ở trong mảng B đúng không? Mà nó nhỏ bằng con AI trước đúng không? Thì mình sẽ dùng vòng while. While. While cái gì? Mình sẽ kiểm tra cái số tiếp theo của cái con gì đằng trước này, tức là while. While B gì cộng 1.
mà nó nhỏ hơn bằng AI hiện tại, thì tức là mình phải cho nó vào trước khi cho AI đúng không? Tức là C bây giờ mình lại hack não các bạn bằng cách là sẽ code kiểu này nhá. Đầu tiên là tăng biến k lên như lúc nãy đúng không? Tăng biến k đúng không? K cũng cộng đúng không? Xong đó gắn CK bằng gì? CK bằng bằng gì? À chưa, lúc đấy thì cái gì nó cũng phải tăng lên đúng không? Tức là mình phải cho cái biến đằng sau cái con gì này lên đấy. Gì cộng cộng này. Sau đó mình mới gắn CK bằng BG đúng không? Được chưa? Hiểu không? Các bạn hiểu cái này không? Ai không hiểu thì có thể ấn một ở đây nhá. Slide window lấy thì anh còn trẻ biết. Được chưa? Thì thay vì viết này thì mình có thể viết là C cái thao tác cộng K cộng cộng và G cộng cộng đằng trước đúng không? Thì tức là mình có thể viết CK cộng cộng bằng BG cộng cộng luôn. B à quên, C cộng cộng K bằng B cộng cộng G. Sau đó là mình sẽ cho đến lượt con à cái này nó còn một điều kiện nữa là mình không được cho quá m phần tử vào đúng không? Tức là cái con G cộng 1 ấy. Tức là con G cộng 1 này nó không được vượt quá m đúng không? Tức là nó phải nhỏ hơn m. Hay là viết ngắn hơn là G phải nhỏ hơn m, được chưa? Tức là G đến m chỉ 1 thôi thì thêm cái phần tử thứ thứ m vào ấy. Nếu mà G nó bằng m cộng 1 thì tức là cái bước này mình sẽ thêm phần tử thứ m vào. Giờ sau đấy mình sẽ cho cái phần tử thứ i vào của bảng A vào. C cộng cộng K bằng AI. Đó. Thì đây là cách code thứ hai, không dùng hai vòng for. À không dùng một vòng while mà mình dùng một một for và một while. Thì tổng độ phức tạp của cái này nó cũng vẫn là n cộng m thôi, bởi vì cái i này cộng n lần. Còn cái g này cũng đúng là m lần luôn. Nếu mà nó không thỏa mãn điều kiện này thì m nó à, g nó không tăng đúng không? Đó thì cuối cùng mình cũng vẫn làm như thế. Thì tiếp thứ hai. Đó. Biết có đúng không ta? Rồi, đấy nó đúng rồi nha. Thì cái code hàm sort hai nó chuyện như này. Thì thường người ta sẽ code như này hơn. Thì hai con trỏ ở đây là gì? Hai con trỏ ở đây nó chính là một con trỏ thứ nhất, đó là cái con trỏ y. Con trỏ thứ hai là con trỏ gì? Cái con trỏ này không giống cái con trỏ là địa chỉ ô nhớ đâu nhá, mà nó là cái con trỏ là nó là biến trỏ ấy. Biến 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 mà là gọi là gì? Thôi nói chung là cứ hiểu con trỏ này nó không giống con trỏ kia, được chưa? Nào, có ai thắc mắc gì bài nào không? Không, chúng ta sẽ chuyển qua bài thứ hai nhá. Lũ TM có hiểu không? Cái này dễ hiểu mà đúng không? Ai không hiểu ấn không thì ai hiểu rồi ấn một. Nào, thế nào? Ừ, chả hay em. Hai, hai là theo em. Không hiểu thì em vào muộn lỗi tại em, không phải lỗi tại anh spam bao nhiêu rồi. Xem của một ông Tây dễ hiểu, thế anh không hiểu, anh không dễ hiểu à? Đấy, một khá nhiều số 1 nha, anh nhìn rất nhiều số 1 nên là coi như các bạn hiểu rồi nha. Trời ơi, thì em vào muộn, thì anh ghi lại rồi, anh record lại rồi. Nó lại cách 2 nhá, đây. Cách 2, thì mỗi bước ấy, mỗi bước thì mình chắc chắn mình sẽ cho AI vào lại nhá, 1 3 5 6 7 đúng không, 2 3 4 5 6 này, 1 3 5 6 7 nhá, hai ba bốn năm sáu. À bây giờ cho luôn các bạn cái luật nhá, là hiểu xong ấy, hiểu thì ấn một, còn không hiểu ấn không nhá. Còn nếu mà muốn anh nói chậm lại thì có thể ấn S nhá, ấn S để slow down. Được chưa? Đấy, thì bây giờ nhá, mỗi bước mình sẽ duyệt AI và là cái gì? Và mình sẽ cho tất cả những cái số mà nhỏ hơn bằng AI và nó lớn hơn vì cái gì ấy, cái gì nó và nó cho các số mà trong bảng B này nó nhỏ hơn bằng AI và nó lớn hơn AI trừ 1, hiểu không? Thì bây giờ cái for đầu tiên là con i này đúng không? Lúc này i bằng 1 này, g bằng 0 này. Thì mình sẽ cho tất cả những cái mà nhỏ hơn bằng con a1 này vào. Thì nó kiểm tra cái i g cộng 1 này, g cộng 1 nó là 2 nên nó không lớn hơn đúng không? À nó không nhỏ hơn. Nên là mình sẽ không tăng và biến g lên, tức là đồng thời là không cho con này vào, được chưa? Đấy. Đến lượt con 3 ấy, con 3 này. Thì mình chưa cho con 3 vào vội mà mình sẽ cho những cái mà nhỏ hơn bằng 3 vào trước. Thì kiểm tra con g bằng 1 xem. Đấy, thì nó cho con số 2 mình vào. Được chưa?
sau đó đến bằng một này. Tiếp theo nhá, nó kiểm tra tiếp cái con y cộng một đúng không, nó vẫn như thế, được chưa? Nó vẫn lớn hơn đúng không, à, nó vẫn nhỏ hơn bằng, thì nó tăng y lên hai đấy, thì nó cho con hai ba này vào. Sau khi nó kiểm tra đến con 4 này này, tức là 2 cộng 1 đấy bằng 3 đấy, thì lúc đấy y nó vẫn bằng 2 nhá, nó không tăng lên 3 đâu. Bởi vì cái con 4 này lớn hơn 3 này nên nó không cho vào, được chưa? Tiếp tục đến con số 5 này. Số 5 này thì lại nó lại so sánh cái 4 này với 5 và 5 với 5 thì nó tăng tận lên đây. Thì nó cho hai số này vào trước. Sau đó nó mới cho số 5 vào. Được chưa? Tiếp tục đến con 6 này thì nó cho con 6 này vào. Và bây giờ ấy, bây giờ là lúc này y bằng m ấy, nó sẽ không so sánh nữa, nó không so sánh với số đằng sau này nữa. Được chưa? Mình chỉ kiểm tra lúc y nhỏ hơn m ấy, tức là lúc này này, lúc y bằng m chỉ một này thì nó mới cộng được lên. Còn lúc y bằng m ấy thì nó cộng lên nó sẽ không thêm được cái số đằng sau đúng không? Đấy. Đến lượt con 7 này, nó sẽ cho thêm con 7 vào nữa, thế là hết. Thì lúc đấy y bằng m rồi mà, nó cho đủ rồi. Nào. Rest gì đây? F để respect các bạn ạ. Ok, hiểu rồi đúng không? Đấy, Danh nó vừa vào nó hiểu rồi nha anh em nhé. Mà em không hiểu nữa thì thôi, thế nếu em hiểu rồi thì cần cần hiểu làm gì nữa. Rồi, hiểu chưa? Faster, ok. Hai hai hai. Ừ, ok. Một form một qua à. Đây. Anh gửi luôn vào đây nhá. Hoặc là anh gửi vào Discord nhỉ? Tôi gửi Discord đi cho thế. Ôi, mẹ ơi con chuột nó ngu ngốc quá. Anh quăng hết cả hai cốt là đi. Copy paste luôn. Đây nha. Các bạn biết format code chưa? Ở đây lại dạy lại lần nữa nhá. Format code là mình sẽ gõ ba cái nháy bên trái số 1 và viết chữ C cộng cộng liền ngay bên cạnh thì nó mới có màu được. Sau đó shift enter để xuống dòng, Ctrl V để paste code vào, sau đó nó sẽ được xuống dòng rồi đúng không? Nếu mà chưa xuống dòng mà con trỏ chuột ở đây thì mình sẽ shift enter phát nữa để nó xuống dòng. Rồi drop tiếp ba cái gạch ngược ở bên trái số 1 đấy, rồi enter để nộp code. À, gửi code đó. Tiếp nha. Nó không phải merge này đâu. Thực ra nó hình như cái này nó chính là cái này đấy, cái hammer ở trong cái kiểu sort bình thường ấy, nó chính là cái này. Thấy chưa, sẵn sàng bài tiếp theo chưa nào? Ấn ấn F để nhanh hơn nhá, ấn F để chậm lại và ấn một để hiểu, ấn không là không hiểu. Chưa, tiếp theo là mình đến bài này luôn này, nãy anh vừa tìm được trên cái group kia đấy, anh cho vào luôn. À, nó là bài con trỏ cơ bản luôn này, hai 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 con trỏ cơ bản luôn. Đây nhá. Bây giờ nó cho một mảng N, em mảng A gồm N phần tử và một số nguyên M. Bây giờ các bạn phải đếm xem trong dãy A có bao nhiêu dãy con liên tiếp mà tổng nó không lớn hơn M. Được chưa? Hiểu đấy không? Nào, tương tác thì các bạn lại trừ một là sao em, trừ một em còn không không hiểu đề à? Để đây em link ở trong chỗ bài tập ấy nha. Link bài tập anh ghi vào luôn rồi ấy. Ở trong driver. Ở các bạn có nghe thấy tiếng trẻ con ở bên ngoài cửa không? Alo, nó ồn quá trời ơi. Có à? Tuyệt vời. Này thì không ổn rồi, anh nên ra đá đít mỗi đứa gái cho nó về nhà nhỉ. Mẹ ơi. Cái gì nhỉ? Mảng sót rồi em. À không, cái bài này thì chưa sót, cái bài thứ hai thì chưa sót. Không ảnh hưởng lắm à. Ok. Các bạn biết vote vote của ai là nhiều nhất ở đây thì mình sẽ thấy không ảnh hưởng thì thôi. Mình cũng không quan tâm mấy thằng trẻ con lắm. Rồi, các bạn hiểu đề này chưa? Đấy. N là 10 mũ 5 nhá, M là 10 mũ 15. Đó. Thì bài này hầu như những cái bài mà có dùng hai con trỏ ấy, thì mình có thể dùng tìm kiếm những phân được. Còn anh cái gì, anh có con đâu, anh còn chưa có vợ lấy được con. Đấy nhá. Bây giờ
giả sử cái tổng này, tổng từ y đến gì, y y cộng một, viết chỉ số nha, không viết chữ a đâu nha, đến gì đúng không, mà nó nhỏ hơn bằng m này thì tức là cái gì, tức là tức là tất cả những cái vị trí này, vị trí y này, vị trí y cộng 1, vị trí y cộng 2 đến vị trí gì chỉ 1 đến vị trí gì thì tổng của tất cả các vị trí này, cái đoạn bắt đầu này, bắt đầu là cái vị trí y, hoặc bắt đầu là vị trí y cộng 1, hoặc là bắt đầu là tất cả những vị trí nào đấy trong cái đoạn này mà nó kết thúc tại gì thì nó đều có cái tổng nhỏ bằng m đúng không? Nếu mà đoạn y thẳng hát tổng nhỏ bằng m, bởi vì những cái đoạn kia là đoạn con của nó nên tổng nó chắc chắn nhỏ hơn cái đoạn con to nhất đúng không? Cái mảng này là cái mảng tần số dương. Được chưa? Thì mọi người có hiểu là tất cả những cái đoạn này bắt đầu từ những cái vị trí này, này mà kết thúc tại vị trí gì thì nó đều thỏa mãn đúng không? Đó. Mọi người thể gõ một để hiểu nhá, hiểu không nhá. Thì bây giờ cách đầu tiên ấy, cách đầu tiên là mình tìm kiếm những phần. Đây là mảng 1 2 3 chấm chấm gì đấy. Y chẳng hạn. Đó. Thì với mỗi vị trí y này thì mình tìm cái vị trí đầu tiên ấy sao cho cái tổng từ đây đến đây nó nhỏ hơn bằng m đúng không? Tổng từ đây đến đây nhỏ hơn bằng m. Tổng này nhỏ hơn bằng m thì nghĩa là cái gì? Nghĩa là SI. SI trừ đi. Trừ đi cái gì? Trừ đi S của Z trừ 1. Nhỏ bằng m đúng không? Thì cái tìm cái này tìm vị trí gì kiểu gì thì mình sẽ chuyển vế đổi dấu sang đúng rồi, tức là chuyển con SI sang bên này, chuyển con M sang đây, tức là S di trừ 1 nó như nào, nó phải lớn hơn bằng SI trừ M đúng không? Được chưa? Thì mình sẽ dùng hàm lao beo ấy, hàm lao beo để tìm ra vị trí gì trừ 1. Đó là lao beo của cái, mình sẽ xét tính cái mảng tổng dồn ra trước nhá, rồi mình sẽ lao beo trên mảng S, giá trị là SI trừ M thì nó sẽ, lúc đấy nó sẽ ra cái vị trí gì trừ 1 đấy đúng không? Thì cái vị trí ngay sau đấy khoan, phải không nhỉ? À không phải, cái này nó lại không phải như thế, mình phải tìm ra cái vị trí phải không nhỉ? Tức là cái SI này, SI là cái vị trí cuối cùng ấy, cuối cùng mà nó sao cho mà nó lớn bằng cái này chứ không phải được vị trí đầu tiên được. Giả thử đi này, cho một cái giá trị cụ thể đi, một đi, một, trời con chuột quá chịu quá. Một hai này, hai này, hai này, ba bốn sáu đi chẳng hạn, mà con m ấy, m nó phải là ba cơ hay là bốn nhỉ? Bốn đi, bốn 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 đây, được chưa? Thì tổng từ đâu đến đâu nó sẽ cụ thể cái mảng này ra luôn nhá, nó là mảng này là một một này, không không này, cái này một này, một này, hai đúng không? Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Thì cái vị trí gì mình cần tìm nó là vị trí này đúng không? Vị trí này này. Thì cái tổng từ từ số 5 này đến số 7 này nó mới nhỏ hơn bằng m đúng không? M ở đây là 4. Giờ thì mình tìm cái vị trí cuối cùng mà xuất hiện cái tổng tổng nó lớn hơn bằng là gì? Là m trừ đi SI đúng không? À không, SI trừ M, SI trừ M nãy vừa biến đổi bên kia đấy. SI trừ M tức là mình tìm vị trí cuối cùng mà tổng lớn bằng 2. Được chưa? SI trừ 1 này. Hay chính là cái này có thể đổi ra thành SI. Nó lớn hơn S của Y trừ M. Tức là nó cái SI này lớn bằng cái tổng trước ấy cộng 1. Hiểu không? Thì mình có thể dùng hai cách, một là mình sẽ dùng upper bound của cái tổng này, hai là mình tìm tìm vị trí lower bound của cái tổng ở dưới này.
thì hai cái nó cùng ra trả ra một kết quả giống nhau, đó là ra được vị trí gì, được chưa? Upper bound của cái tổng này này, vì cái tổng cái vị trí cuối cùng mà nó có tổng bằng từng này ấy, thì nó là vị trí gì trên một mà, nên là cái tổng mà lớn hơn này thì nó phải là cái vị trí gì đó. Thì với mỗi vị trí mình sẽ tìm được cái vị trí gì gì này, mình ghép với cái đoạn kết thúc tại y, được chưa? Nó sẽ ra một cái tổng lớn bằng m, à, tổng nhỏ bằng m. Như vậy là tất cả những cái vị trí mà bắt đầu ở trong đây này, trong cái đoạn con này, nó đều là một cái vị trí bắt đầu để ghép với cái vị trí kết thúc là y, tạo ra được một cái tổng lớn bằng m, à, nhỏ bằng m. Đó, thì kết quả nó sẽ cộng bằng gì? Kết quả nó vẫn là từ từ gì đến y, đúng không? Thì tức là kết quả nó sẽ cộng bằng y trừ gì cộng một, nếu mà mình dùng là hàm la bao ấy. Được chưa? Ai không hiểu cách nào để tìm kiếm những phần nào, tương tác đi các bạn, hiểu chưa? Không, không ai tương tác vậy, có không hoặc một đi nào, sao lại một không là sao em, hãy dùng não để suy nghĩ đi đó. Còn ai nữa không, sao lại không một thôi, có cẩn thận thế nào, cái này dễ hiểu mà, nghe được chưa? Thêm một con một nữa đi, thôi năm con một rồi nhá, năm con một thì anh giải tiếp nhá. Đấy là cách thứ nhất đó, cách thứ nhất là thế đúng không? Nhưng ở đây mình sẽ có nhận xét là một hai ba bốn năm này, hai ba bốn năm này, cho cái kệ đi, nên ví dụ nào nhỉ? Bây giờ giả sử là mình đã tìm được cái vị trí gì này rồi, và vị trí y này đúng không? Được chưa? Thì đến cái bước tiếp theo ấy, đến cái bước y cộng 1 ấy, thì cái gì này nó sẽ ở đâu? Các bạn có chứng minh được là cái gì phẩy ấy, nó lớn hơn bằng gì không? Gì phẩy, gì phẩy này lớn bằng gì chứng minh được không? Thì bây giờ giả sử cái tổng đấy, tổng từ gì đến y ra nhỏ bằng m rồi nhá, nhưng bây giờ mình thêm cái số này ấy, cộng một ấy, thì tức là cái tổng này nó tăng lên đúng không, tổng này nó tăng lên một lượng là từng này đúng không, nó có thể lớn bằng m, nó có thể lớn hơn, bị lớn hơn m ấy, thì mình tức là mình phải bỏ bớt một số lượng số bên trái nào đấy đúng không, bỏ bớt một số lượng bên trái nào đấy để sao cho cái tổng này nó nhỏ hơn bằng m này, tổng tại cái vị trí y cộng một nhỏ hơn bằng m ấy, thì mình chứng minh được cái gì phải này này nó lớn bằng gì, nên là mình sẽ dùng vòng while ấy, trước đấy là đã có cái gì này rồi nên bây giờ mình sẽ dùng vòng while tìm vị trí gì phải mới, sao cho cái tổng từ gì phải đến y y cộng một này nó vẫn nhỏ bằng m, được chưa? Thì mình sẽ dùng vòng while lên thôi, nếu mà cái tổng mình lưu một cái biến s nhá, cái biến s trước đấy nó đang là tổng từ gì đến y rồi, bây giờ tổng mới là gì, tổng mới nó sẽ là tăng thêm một lượng là cộng bằng y cộng một nhá, ai cộng một này, ai cộng một nhá. Thì để cái tìm cái vị trí di phải mới thì mình sẽ dùng vòng y, y mà cái s này nó lớn hơn m thì mình phải bớt những cái số đằng trước luôn đi đúng không, đến khi nào nó nhỏ bằng m thì thôi đúng không? Mình bớt dần dần đi, đến khi nào đấy nếu mà nó lớn m thì s nó sẽ cái gì nó cộng à, s trừ bằng e gì, sau đó gì trừ trừ đúng không, gì trừ trừ mình phải bớt dần những cái số trước đấy nó đi để sao cho nó vẫn thỏa mãn cái điều kiện là cái tổng mình đang xét ấy nó vẫn nhỏ bằng m đấy. Thì bây giờ mình lại tìm được vị trí y mới là y cộng một đúng không, và tìm vị trí gì phải mới là gì này đúng không, thì kết quả bây giờ lại cộng thêm bằng y cộng một trừ đi gì, trừ đi gì phải đúng không, cộng một đúng không, đoạn từ di phẩy đến y đấy, thì tất cả những cái vị trí bắt đầu là từ di phẩy đến cái y cộng một này và kết thúc tại y y cộng một này đều là một cái dãy thỏa mãn đúng không, vì tổng to này đã nhỏ bằng m rồi thì tổng con nào đấy bất kỳ trong đây này là kết thúc tại y cộng một thì nó cũng là thỏa mãn đúng không, được chưa? Bạn hiểu cái này không? Tiếp nha, đấy thì bây giờ cốt luôn này, cốt luôn cho bạn đi nhỉ, nhưng cái chỗ này không phải y cộng một đâu, và mà về sau nó cũng vẫn là y thôi, bởi vì sau mỗi bước là mình đều tăng y cộng cộng lên mà, sau cái mỗi bước trong vòng for ấy. Đấy thì bây giờ cốt thử nhá,
Đây nó sẽ là như nào? Test luôn. Rồi bài test luôn. Cái cách tìm kiếm nhị phân là mất n lớp cơ, còn cách cách này là mất un rồi, nên các bạn nên code theo kiểu này nhá. Đó. Thì cái này nó không cần dùng tổng dấu luôn, mình chỉ cần dùng một cái biến s bắt đầu thôi. Long long s. Cái s là lưu cái tổng từ vị trí g đến vị trí y đấy. Thì giờ nó sẽ như nào? Nó sẽ là nhập n đúng không? Y n này, thì y n này. Bài này bài hai con chó cơ bản luôn á, khá là dễ. Ai không hiểu không cứ tương tác đi nha, tí mình sẽ quay lại đọc. Thì này gì đó, thì bây giờ như nào? Bây giờ sẽ là for in y bằng một, y nhân bằng n, y bằng cộng, thì mình phải khởi tạo con gì trước đúng không? In gì bằng mấy, gì bằng mấy bây giờ? Mình sẽ cho gì bằng không nhá, hay gì bằng một, thế nào cũng được. Tìm không đi, nên là mình chưa cho đi cả. Bây giờ ấy, đến cái bước thứ y thì cái số y được cho nằm trong cái đấy đúng không? Cái y được thêm vào cái đoạn con đấy, s cộng bằng a. Sau đó là cái gì? Nếu mà bây giờ ấy cái s được cộng bằng a rồi ấy, tức là trong cái bước này, cái bước này nó tương ứng với cái bước mà cái y cộng một này, mình thêm cái ai cộng một vào này, và bây giờ đến cái bước gì? Bây giờ mình phải xóa hết đi sao cho cái tổng hiện tại nó không được vượt quá m đúng không, không được vượt quá m này. Thì phải làm nào giờ? Thì mình phải dùng vòng while đúng không? While while cái gì? Vì là cái gì này thì này bằng không, thế cho gì bằng một nhỉ? Thôi cho gì bằng không nhá. Mình coi như là mình như nào giờ nhỉ? Coi như có cái gì bằng không ấy, tức là cái số gì cộng một đang ở được trong cái đoạn đấy, hiểu không? Tức là nếu mà s lớn m ấy thì mình sẽ xóa cái phân tử tiếp theo đúng không? Xóa phân tử hiện tại đang cái gì hiện tại đang nằm trong cái ấy, đang nằm trong cái đoạn con đấy, y s đến m, và cái gì à, không không cần lái gì nhá, thì cái s ấy nó sẽ trừ bằng, nói chung là g nó sẽ cộng lên, tức là mình xóa cái số g tiếp theo này, số đang nằm ở đầu con chó ấy. Ok này, mình sẽ xóa ví dụ này, mình sẽ xóa số hai hai số này đúng không, thì lúc đấy con g đang ở đây này, con g ở đây này. Thì mình sẽ xóa số đằng sau đúng không, thì mình phải tăng con g lên, và mình xóa số đấy đi, rồi tiếp tục tăng con g, xóa số đấy đi đúng không, thì nó sẽ là như là g cộng cộng, và xóa số đấy đi, xóa số đấy đi, thì tức là cái tổng nó mất đi một lượng là a g, được chưa? S trừ bằng a g đó. Thì thay vì viết này thì mình lại dạy đổi lại, đó là s trừ bằng a cộng cộng g, là cộng cộng g trước rồi trừ bằng a g, được chưa? Thì cái này mình không cần xét điều kiện là g lớn, g phải nhón bằng y hay gì đấy, mà nói chung là kiểu gì nếu mà mình xóa hết ý, thì lúc đấy con g nó ngay ở dưới con y, hiểu không? Nếu mà trong trường hợp có một cái test nào đấy mà cái m nó nhỏ hơn tất cả ý, thì lúc mà đây ví dụ như này, ví dụ như một cái mảng nó là 3 4 5 6 chẳng hạn, được chưa? Thì ví dụ g bằng không đi, mà cái m bằng hai ấy, m bằng hai này, thì đầu tiên nó cho cái gì? Nó cho s cộng bằng ai đúng không, s cộng bằng ai, s bằng ba đúng không, nhưng mà trong lúc đấy thì s lại lớn hơn m rồi, nên nó sẽ trừ bằng cái gì? Trừ bằng a một, được chưa? G cộng cộng g lên một đấy, thì g lúc đấy nó lên đây, xong nó trừ bằng a một, tức là nó bằng không, được chưa? G lên đây này đó, thì lúc đấy g nó sẽ bằng y đúng không, thì tôi lấy mình bắt đầu anh gán bằng không ấy, thì mục đích là để lấy luôn y trừ gì, cái gì là cái vị trí ngay trước của cái số gần nhất mình cho vào, hiểu không? Không hiểu thì cũng cố gắng hiểu nha các bạn. Đó thì kết quả đấy,
Nó sẽ cộng bằng y trừ gì. Còn nếu mà thay vào đấy, các bạn có thể code ở đây là y bằng 1 ấy. Thì cái này tức là cái vị trí cuối cùng mà nó cho vào, thì mình có thể ở đây là nó sẽ là a di cộng cộng, và sau đó di bằng a ns bằng y trừ di cộng 1 đó. Còn nếu code kiểu không ấy thì nó sẽ như này đó, nên code theo kiểu không để cho dễ hiểu, hoặc là các bạn hiểu được cách nào thì hiểu nhá. Là cái di là cái vị trí ngay trước cái số mình cho vào hiện tại ấy. Hiểu không? Đó, ví dụ như này, ví dụ 1, 2, 3 này. 2, 3, 4. Trời ơi, con chuột nó cứ bị ngu ngốc ấy. 3 này. 4 nhá. Đây, ví dụ như này nhá. Ví dụ như là mình cho con 3 và con 4 này này. Thì lúc đấy y nó ở đây đúng không? Nhưng mà con z nó sẽ ngay sát đằng trước này, chứ nó không phải là cái số 3 này. Thì lúc ấy số lượng số ở đây ấy, nó chính là 4 trừ 2 đúng không? Nó bằng 2 được chưa? Thì mình lưu cái này thì mình đỡ phải cộng 1 cho nó nhiều IQ. Đó. Thì kết quả cuối cùng là in ra kết quả là được. In ra answer. Thì cái NAS này ấy, nó có thể lên được đến được 14 năm, 14 năm nha, nên là để nó ngon này. Có thể cả đoạn, tất cả các đoạn trong mảng ấy, nó đều nhỏ hơn nha. À, mình còn chưa nhập M nữa. Đó. Hiểu thì có thể ấn một tiếp tục nha. Từ đợi tí anh test xong cái bài này rồi anh giải đáp thắc mắc cho em nhé. 1, đọc thử. Ai không hiểu không? Ai hiểu thì hãy ấn một đi. Rất nhanh, cô thầm trước này rồi đó. Thì bây giờ nó đã thêm đúng không? Ôi, thời gian chạy hơi lâu là mình chưa dùng xuất nhập nhanh nhá. Trước đấy anh có nhanh hơn không? Không nhanh hơn lắm, vẫn là cái code đấy thôi phải không nhỉ? Sao hai code mình code giống nhau ta? Không khác gì nhau ấy, kiểu cùng một người code này, đúng thật mình code mà đây. Hiểu chưa các bạn? Tại sao không ở trong for luôn anh? Em nghĩ là nếu như sr trừ sl trừ 1 mà lớn hơn m thì ta thu hẹp lại s. Tại sao em? Ừ thì anh code trong for đây, phải không? Pipe ấy cũng được mà. Em đi vào bảo sai kia cái gì đây? Đấy, sai kia cái gì em? Sai kia cái gì? À nhầm, ok. Mẹ ơi, từ anh đang delay trước 2 phút trước. Em code chặt nhanh hơn. Thì em code chặt đi. Thật này là on nhá. Cái gì nó chạy được tối đa n lần đúng không? Còn cái y cũng chạy tối đa n lần nên tổng là 2 lần n thôi. Giờ thì cái tóm chung lại là nó là on. Còn nếu mình chặt nhị phân ấy thì nó cái hàm lao bao ấy thì nó mất o log cơ, nên là nó sẽ là o log n. Reset cái gì? Reset s á? Mình không... sao lại không reset s à? Thì em có thể không không cần reset s, bởi vì nhá. Thì bây giờ cái S của em ấy, nếu mà muốn reset ấy thì nó chính là nó sẽ là a giải thích nào giờ nhỉ? Thì cái S của em nó chính là tổng từ z z đến y đúng không? Z z cộng 1 đến y đúng không? Đó. Thì nó chính là nói chung là nó là z cộng 1 đến y rồi. Thì chỗ này vòng y này mình sẽ viết trước đúng không? Thì là tức là s y mà si trừ đi sg mà nó lớn m thì mình cứ tăng g lên 1 đúng không? Sau đó lúc đấy thì không cần s trừ bằng này nữa đúng không? Nhưng mà cách cách code của anh ấy thì là cái s ấy nó lưu luôn cái tổng ấy. Mình tính luôn ấy, tính luôn trong cái vòng for này. Còn nếu cách code của em ấy
thì nó sẽ như này. Mình sẽ không code như thế nữa mà sẽ code như này. Nếu mà dùng tổng ấy thì nếu mà y si mà trừ sg mà lớn m ấy thì mình sẽ di cộng cộng. Và sau đó là ns nó cũng vẫn bằng y trừ g này. Hiểu không? Đấy, nếu như này thì tất nhiên là mình phải tính cái mảng S trước rồi. Đấy, đây nếu mà code theo ý em là nó sẽ như này này. Được không? Rồi, thắc mắc gì nữa không nha? Nghỉ thì cái em cứ nghỉ đi. Không sao cả. Thôi nghỉ thật tuyệt thật luôn. Thật, ngược em. Code này nó dễ hơn. Thật này anh vừa nói rồi là UN. Thì bây giờ cái y chạy tối đa n lần đúng không? Cái g cũng chạy tối đa m lần, à, n lần luôn. Thì tổng là hai lần cái y cộng g thì nó là o n. Đó, còn nếu mà có theo thật thật thị phân ấy thì mất lần một lần thật thị phân nữa. À, nhân lên một lần thật thị phân đấy là lớp n nữa, đó lớp n. Nào fix code à? Fix code thì đây. Đây để các bạn có sai thì mình sẽ fix code đúng không? Đâu code em đâu gửi đi thế nào. À, đây đúng không? Đây bây giờ chúng ta sẽ mổ xẻ cái code này. Các bạn có cần dạy nhanh hơn không để anh dạy nhanh hơn đỡ mất thời gian. Đó. Đầu tiên nhập nằm s này đúng không? Y l nhỏ y. Cái y này của em là sai rồi. À, là sao đây? Ui trời ơi, sao em lại code như thế này ấy? Hãy code có nẹo đi em. Cộng như này là sai rồi, sao em lại add tổng cộng này thì đến bao giờ nó mới xong được. Cái code này là sai chắc luôn. Đây nha. Ví dụ này. Hà Nội phức tạp lại ảo rồi em. Mỗi cái chạy từng đấy thì mình cộng tổng là như thế là gì. Có những cái trường hợp nó không chạy cái gì ấy. Có những trường hợp mà cái gì nó không chạy luôn. Đây nhá, code của quốc anh này sao sai nhá. Thì ví dụ đây. Đây là cái mảng cái vị trí cái L của em đúng không? Đây là cái R của em đúng không? Code này của em ấy. Code này của em nó bị làm sao? Nó bị sai chỗ cái if này này. À, chỗ cái L cộng cộng này. Cái L của em ấy nó sẽ chạy tận đây này, nó chạy từng bước một đúng không? Nó chạy từng bước một lên đây này. Chạy từ lần lượt cái l này, l đến đây này, sau đó đến bước tiếp theo y nó từ đây này, l nó ở đây này, sai rồi. Được chưa, mà lúc đấy cái có thể cái đoạn trong từ đây đến đây ấy, nó vẫn thoải mái nhỏ mờ mà em lại chạy từng cái l lên tận đây ấy, thì nó sẽ bị sai. Mình sẽ đếm luôn tất cả từ l đến r này, nó luôn thoải mái này, nó tất tất cả cái vị trí bắt đầu từ đây này mà kết thúc tại r này thì nó đều thoải mái nhỏ mờ. Được chưa, còn còn sau cái bước tiếp theo ấy mình thêm cái số này vào mới này thì tất cả những cái phần tử đằng trước này mà nó có tổng lớn bằng mới thì mình sẽ loại ra bởi vì nó sẽ không thỏa mãn nữa. Thì những cái còn lại này, những cái còn lại trong đây này thì nó lại tiếp tục thỏa mãn, là bắt đầu là đoạn này và kết thúc tại cái vị trí mới này, nó là một cái tổng nó bằng m đó, hiểu chưa? Đấy, một hay hai gì đó đi các em, à không không hoặc một đi. Rồi, hiểu rồi đúng không? Đấy thì nên sửa cho code của anh nha. Code kiểu F thì kia cũng được nhưng mà nên code cái kiểu như kia đi đỡ tốn bộ nhớ với cả cho nó nhiều não. Đó. Thắc mắc gì không? Không thắc mắc này, bài này đúng không? Bài này cơ bản ấy, bài này lớp 10 anh còn làm được. Lại độ phức tạp slide window anh ấy mà không chạy rồi anh còn không biết nó là cái gì độ phức tạp nhá. Lại một lần nữa này, là y chạy tối đa n lần đúng không, nhưng cái gì này cũng chạy tối đa n lần thôi. Có cái bước có bước của y mà cái gì nó không chạy, hoặc là có cái bước của y nhưng mà cái gì chạy rất nhiều lần nhưng mà không bao giờ nó quá được, không bao giờ quá n lần đúng không, nó chỉ mỗi lần tăng một một lần cái gì nó chỉ là một lần thôi. Có thể nó đứng im và nó có thể là nó tăng rất nhiều lần nhưng mà cuối cùng nó chỉ là đến mắc là nó đến được vị trí nào thôi.
Nên tổng độ phức tạp cuối cùng nó vẫn là n cộng n, nó là on được chưa? Ai ý kiến không? 2n nó đặt chung vứt luôn con số n này đi thì nó là on thôi em. Trừ khi cái số nào to to như của log ý, log là nó khoảng cỡ 10 20 thì mình tính là o log n, n log n, còn 2n coi như là on nhá. Đấy, ví dụ nhá, ví dụ này, ví dụ về độ phức tạp này. À, giả thử như này nhá. Độ phức tạp này đi. Ví dụ cái m này. M này là 1.000 chẳng hạn. Mà cái n ấy bằng khoảng 10 mũ 5 chẳng hạn. Ở con chuột thu gốc. Thì nếu mà độ phức tạp ấy, mà nó là m cộng n ấy, thì mình có thể đặt chung coi như nó là ON thôi, bằng ON thôi, hiểu không? Thế nếu như như các em nói như này, 2N này này, thì tức là cái lệnh chain nó cũng mất N vòng for mà. Thì tức là cái này là 3N rồi, chứ ai không ai tính kiểu đấy cả. Coi như ON mình đặt chung là N thôi, ON luôn. Cái vòng for này nó là N lần rồi, cái này cũng N lần, xong cái này N lần nữa. Xong cái bước NS này cộng cũng là N lần này. Xong cái n này là một này thì cứ thế là bốn bốn n cộng một rồi, người ta đặt chung hết là on thôi, trừ khi cái này nó tính quá nhiều lần ấy thì nó mới ở đấy. Đúng rồi, là độ phức tạp lớn nhất đấy. Được. Không, con chuột anh có dùng pin đâu mà thay pin cái gì nhá, con chuột không nhớ bao tiền ấy. Nói chung là con chuột cũ của anh đã bị hỏng cái chuột giữa nên anh phải mua cái mới. Cái mới khá là fake nên là dùng chơi game chưa được bao lâu đã hỏng rồi. Khổ quá, khi con chuột cũ chơi ầm ầm mà không sao, chơi 3 năm liền. Rồi tiếp tục nhá, tiếp tục đến bài phai pe này. Rồi bây giờ bài 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 này anh dạy rất kỹ rồi nhá, bài này sẽ dạy nhanh hơn một tí, hoặc các bạn có thể ấn hai lần F để tăng tốc độ gấp đôi nhá. Bình thường anh nghe trên YouTube mọi thứ anh đều nhân hai tốc độ lên để hiểu. Thế đẹp sao chậm lại em. Ok. Rồi tốc độ 1,5 nhá. Đây, bây giờ cho mặt A, mảng A có n phần tử đã được sắp xếp nhá, nhìn kỹ đã được sắp xếp này. Tìm vị trí khác nhau bất kỳ sao cho tổng của chúng có giá trị lợi ích. Nếu không tồn tại hai phần tử khác nhau thì in ra no solution. Bài này có hai cách. Một là mình dùng map. Từ map, em hiểu dùng map không? Thì bây giờ vì cái này hai phần tử khác nhau ấy thì mình để đánh dấu cái vị trí đầu tiên, đánh dấu cái vị trí xuất hiện cái x là dx nhá. Thì bây giờ đến một cái vị trí ai đúng không, một vị trí ai này thì tức là cái gì, một vị trí ai này thì nếu tổng có một giá trị lợi ích thì mình phải kiểm tra xem là cái d d của x lớn trừ đi ai đã tồn tại hay chưa đúng không. Sau đó là nếu có rồi thì mình return luôn đúng không, trả ra đúng không, cout luôn đúng không, được chưa, cout cái gì đó đúng không. Còn nếu không ấy thì mình sẽ tiếp tục, không thì mình sẽ tiếp tục kiểm tra cái i tiếp theo đúng không. Sau đó chỗ này mình lại phải đánh dấu ai vào nhá, đánh dấu ai vào dai bằng một này, được chưa. À, dai đánh dấu luôn vị trí i vào đó, nhưng nhớ chỗ này là phải đánh dấu ai trước nhá, đánh dấu ai trước này. À, đánh dấu AI sau này, nếu không đánh dấu AI trước ấy, ví dụ như là cái test như này 1, 2, 3 này, 2, 3, 3, 4, 5 này, mà cái x bằng 6 ấy, x bằng 6 ấy, thì đến cái 3 này ấy, mà nó đánh dấu cái 3 trước ấy, thì tức là lúc đấy D, D3 bằng mấy, D3 bằng 3 đúng không. Mà bây giờ mình hỏi là cái D3 có chưa ấy, thì lúc đấy D3 nó bằng 3 rồi, mình sẽ giao ra 33 là sai đúng không, giao 33 là sai, được chưa. Còn nếu mà bây giờ mình đánh dấu cái D3 này trước, D3 này sau này, thì nếu mà nó hỏi có D3 hay chưa, là lúc đấy chưa đánh dấu cái 3 này, thì lúc đấy chưa có 3 này, mình sẽ làm tiếp tục đúng không, thì mình không tia luôn. Đó, thì đây là cách thứ nhất. Đến cách thứ hai nhá. Cách thứ nhất này dễ hơn nhiều, nhưng mà độ phức tạp nó sẽ là n log, bởi vì cái đánh dấu của map nó là log, được chưa. Đó, thì bây giờ đến bước cách thứ hai. Cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là mình sẽ tìm ra cái vị trí. À, còn cách nữa là tìm kiếm những phân, nhưng mà thôi bỏ qua nhá. Mình sẽ dùng cái hàm lao bao để tìm xem trong cái mạng có cái số đấy không. Nhưng chắc là không, các bạn hiểu hết đúng không?
mình lao vào ra cái vị trí đầu tiên lớn bằng cái vị trí x trừ đi ai, sau đó nếu cái vị trí đấy nó đúng bằng x trừ ai luôn thì in ra luôn. Đó. Còn nếu không ấy, cách thứ hai này, là 1, 2, 3, 4, 5, 6 chẳng hạn, 4, 6, 7 thì đó. Thì bây giờ giả sử 6 này, 7 này, thì bây giờ giả sử có như nào giờ, mình sẽ cho cái vị trí này ở đây. Nếu mà đến vị trí sau ấy, giả sử có một cái vị trí chữ y này mà có cái gì phải ghép được với nó bằng cái tổng đấy đúng không, thì đến vị trí sau ấy y cộng một này thì cái gì phải nó tăng hay giảm, gì phải nó phải giảm đúng không, gì phải nó phải ở đây đúng không, vì sao, vì vì cái này tăng dần đúng không, thì bây giờ hai số có tổng bằng một cái không đổi ấy, thì mà cái vị trí y này nó đang là ở đây rồi mà cái gì ở đây thì cái vị trí gì y này mà tăng ấy thì tức là cái giá trị ai tăng thì giá trị AT nó phải giảm đúng không, thì lúc đấy cái tổng nó mới không đổi đúng không, nó là này được chưa. Thì ý tưởng của mình ấy là mình sẽ tìm cái vị trí đầu tiên, mình sẽ dùng cái vòng while để tìm vị trí gì sao cho tất cả những cái từ gì trở đi AI này vị trí gì nhỏ nhất, bởi vì cái gì nó luôn chạy về bên trái mà, sao cho cái AI này cộng với cả AT này nó phải luôn lớn bằng m, luôn lớn bằng x, được chưa. Và cái gì nữa, lúc đến cái lúc cái gì này nó không bao giờ được chạy chạm đến cái y, nếu mà chạy đến chạm cái y nó sẽ lúc đấy cái hai cái y gì này nó sẽ bằng nhau đúng không, thì lúc ấy kết quả nó không đúng không. Còn nếu mà gì nhỏ hơn y, gì nhỏ hơn y, nếu mà gì nhỏ hơn y thì nó sẽ bị vô lý, à, nó không vô lý đâu, nhưng mà nếu mà gì nhỏ y thì tức là trước đấy cái vị trí y này đây, nếu mà gì nhỏ đi thì trước đấy cái y đã từng từng là cái gì đúng không, thì tức là lúc đấy cái gì phải nó phải nằm từng là cái y rồi, tức là lúc ấy đã trước đấy đã từng tính rồi, nên là không bao giờ có cái trường hợp mà gì nhỏ bằng y cả, hiểu không? Không hiểu thì cũng cố hiểu nhá, anh không giải thích được này hơn nữa đâu. Ờ, hiểu chưa, cái này nó sắp xếp sẵn rồi, không 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 cần sót nhá, chặt tỉ phân thì là phải chặt tỉ phân đấy. Đấy thì bây giờ mình sẽ code bài này nha, pair thôi, nói chung cho luôn cái kết quả này. Đấy, đầu tiên là cái gì nó bằng cái cuối cùng đúng không, thì bây giờ nếu mà hai gì thì một đấy, như cái lúc nãy mình gán bằng không ấy, thì bây giờ mình gán lại kiểm tra cái a gì thì một xem cái gì tiếp theo ấy nó ghép với ai nó có lớn bằng m không, nếu mà lớn hơn bằng m ấy thì mình sẽ giảm con gì này đi, được chưa, hiểu không, nếu mà giảm con đi gì này này được chưa. Nếu mà lúc đấy mà giảm xuống rồi ấy mà cái AI này cộng AT nó đúng bằng M ấy, thì lúc đấy mình sẽ trả ra vị trí gì và Y luôn, và nếu không thì sẽ là vô nghiệm, được chưa. Nhanh quá không nào, ừ chặt được, nhưng mà nếu mà không chặt ấy thì mình nó mất ON thôi, còn chặt nhị phân ấy thì nó dễ hơn, chặt nhị phân dễ hơn, nhưng mà nó nói chung là dùng mép là dễ nhất rồi, nhưng mà vẫn mất nở lớp rồi nào, có số đi các bạn, đúng không, nhanh tốc độ lên các bạn, tốc độ không ai vô à, hỏi gì nữa em. Bài này quay nhá, em không cần quay, em có dùng mép không, không thì em dùng cái gì à, thật đấy em dùng cái gì, khoa 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 mà được hả, nhưng anh chị dùng hai con chó được không, thì đấy thì đấy thì đây. À, kiến cho là đầu để lại tiếp tục mổ xẻ con cốt này. Thì cái R này có khác gì cái Y đâu em? À không, có thể khác đấy. Từ từ. Khi nào? R bằng N x. Ủa? Rồi cái này em pho làm cái gì? À,
khoan khoan khoan, anh nghĩ là cái test à, cái code này anh có thể hack được. Code này có vẻ hơi hơi có vấn đề nha, không biết, không chắc nữa. Nhưng mà code này có thể sai nhá. If L lớn cộng R lớn hơn X đúng không? R trừ trừ L if L cộng R nhỏ hơn X thì L cộng cộng. Để em nghiên cứu được ra cái trò gì hack từ cái này không nhở. Một 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 hai năm hai tám khó nhỉ, anh không chắc là cốt này sai không, để anh sắp xếp r rồi à, nếu mà nó to hơn thì đặt r đi, nhỏ nó lại, nếu bé hơn thì L tăng lên à? Đấy, nghĩ thử test nhá. Bây giờ một đi. Bên đây là 5. Công ăn 2 này. Bên này là 7 chẳng hạn. Cộng 9 đi. 9 đúng không? Em 9. Hình như cái cách này đúng rồi sao? Coi như nó đúng đi. Nhưng em thấy cái cách kia dễ hiểu hơn thì em cứ hiểu theo cách kia cũng được. Ủa nhưng mà nó ảo ta. Nhưng mà nếu code kiểu đấy thì nó sẽ tìm ra vị trí duy nhất thôi. À, một vị trí bất kỳ thôi, như nếu mà nó bắt tìm cái vị trí mà hai cặp mà nó nhỏ nhất ý, thì cái code đấy có thể sai, hai cặp nhỏ nhất nhá hoặc hai cặp lớn nhất thì đấy, anh không biết là kiểu nào nhỉ, nhỏ nhất bị sao nhỉ, r trừ trừ trước à, không nếu r trừ trừ trước thì chắc nó cũng vẫn đúng rồi, ok coi như code này đúng nhá. Rồi, có ai thắc mắc gì không? Không, chúng ta chuyển qua bài tiếp theo này. Đếm cặp 2. Đó. Anh cũng chưa làm luôn. Là cam sửa được chưa? Được rồi em, nhưng mà anh không thích bật cam. Bật cam thì mình phải tắt cái record lên này đi, anh mới bật cam được. Sao em? Đây nhá. Thế em hỏi hai pointer của cái định bài này ạ. Hay sao? Đấy, bài này thì hai pointer thứ nhất là nó ở bên trái, còn pointer thứ hai nó ở bên phải. Còn như bài trước là hai pointer cùng bên trái nó cùng chạy lên, còn cái này nó hai bên nó chạy vào nhau. Được không? Ok. Bây giờ đến bài này. Đọc là D chưa đấy? Đáp D mà không đọc là thông anh ấy. Nói chung là bài này là đếm số cặp sao cho tổng là kẻ. Thì thay vì bài như bài lúc nãy đếm lượng pair nó bằng x ấy, thì giờ là đếm số lượng tổng nó bằng x đó không nhỉ. Hay là mình đọc nhầm rồi, từ từ lại 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 anh thả thả đi 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 phải đi à, đúng rồi vẫn đúng không sai. Bây giờ làm nào? Bây giờ nó vẫn như cái bài lúc nãy thôi, nhưng mà bây giờ mình sẽ nén cái mảng này lại thành số và số lượng cái số đấy, ví dụ bây giờ cái mảng này nó sẽ được nén lại thành một và có hai số 1, 5 và có hai số 5 đúng không? Chưa?
thì mình dùng pair để lưu được lại cái này. Thì 1 cộng 5 bằng 6 thì mình sẽ lấy số lượng của hai cái đấy mình nhân với nhau. Là ra 6 đúng không? À, từ từ lộn lộn. Là ra 4 đúng không? 2 nhân 2 bằng 4. Tổng là 6, được chưa? Thì cái bài này có thể là hình như là code theo cách của anh nó mới được. Bài này anh cũng chưa code thử đâu nên là bây giờ code nha. Có ai không hiểu thật không? Này học hành vớ vẩn nhỉ, vớ vẩn này thì không học anh sẽ thu tiền gấp đôi, ok chưa? Học sinh không ổn gì cả. Nó học được mấy buổi rồi? Nó học được 2 buổi đúng không? Ai dịch bệnh người ta đang đói rồi nó còn không học nữa, anh thu tiền này mệt. Đấy thì các bạn biết nén cái mảng này chưa? Chưa đúng không? Này không giảm rồi nhá. Thì bài này để code ONR ấy thì mình phải code theo kiểu đấy thì mới được. Cao P không hai đúng không? Mình code đâu ta? Đây đây đây. Đây nha, các bạn chú ý kỹ cái cách nén mảng nhá. Nén mảng này. Chú ý nhá, chú ý, chú ý, chú ý. Cái cách này là rất nhiều bài sử dụng luôn. Nén mảng nhá. Nén lại thành cái số và số lượng nhá. Đầu tiên là in e n n 10006 được chưa? In nk coi in y bằng 1 y nhân n y tổng cộng thì này y được chưa? Đấy, cái này dùng define cho code cho nhanh nhé, đỡ mất thời gian của các bạn thì mình phải code này cho nhanh đó. Thì bây giờ làm nào bây giờ ấy? Có cái kỹ thuật đấy, kỹ thuật là bây giờ mình nếu mà nó giống nhau ấy, các cái phần tử này giống nhau ấy thì mình sẽ tăng đếm lên 1. Ví dụ như cái này giống cái trước ấy, thì cái đếm này sẽ tăng lên 1. Còn nếu nó không giống cái trước ấy thì tức là cái trước ấy nó là kết thúc của một cái bộ số giống nhau. Đây đang xét những cái mảng mà đã sắp xếp rồi nhá. Được chưa? Ví dụ đây này, ví dụ 1111 này, 111 222 3333 gì đó. Được chưa? Thì mỗi bước mình làm gì? Mình sẽ so sánh, đầu tiên là mình sẽ cho cái đếm bằng 1 trước. Sau đó mình sẽ dùng cái này. Đến cái y ý, mình sẽ so sánh nó với ai y chỉ 1. Nếu mà nó bằng nhau ấy thì sin t sẽ cộng cộng, nuôi sin t lên 2 đúng không? Đó, tiếp tục sin t lên 3. Còn đến đây ý, đến đây là cái này nó không bằng đúng không? Nó không bằng cái đằng trước này. Thì tức là cái đằng trước ấy nó là kết thúc của một một tập các số giống nhau, thì lúc đấy mình sẽ gán là cái gì? Gán là cái b mới cho một cái pe mới nhá. B nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng số trước. Đó là số 1 và số lượng của nó là CNT. Được chưa? Và bây giờ cái CNT lại gán bằng 1. Gán lại bằng 1. Sau đó tiếp tục đếm đến 2 này. Sau đến cái này, đến này thì lại cho thêm cái con 2 vào và CNT chính là 2. Được chưa? Đến con 3 này, đến đến đây đấy. Đến đây luôn, lúc này nó sẽ dư lại cái bộ cuối cùng ấy, nó sẽ không được tính lên ra ngoài ấy. Ra ngoài mình sẽ là tăng thêm cái B của 3 và CNT bằng 4 đúng không? Đó. Được chưa? Đây là kỹ thuật là nén mảng có nhiều số giống nhau nhá. Mình sẽ là cho in CNT bằng 1 này. Cho một cái pair nhá. Pair in in B này. Mắc nở tiếp. Và số lượng của này là m, được chưa? Bây giờ mình làm nào? Mình sẽ for từ 2. Y nhận bằng n này. Y cộng cộng này. Tiếp mà là AI nó bằng cái AI chỉ 1 đúng không? Thì tức là cái số này nó tiếp tục tăng cái đếm lên thôi. Nếu không ấy, nếu không là gì? Nếu không là cái số ngay đằng trước cái số AI nó là một cái bộ mới đúng không? Thì tức là B cộng cộng M tăng mình thêm cái M này nó bằng cái gì? Nó bằng cái số đằng trước ngay số đấy chính là AI chỉ 1 đúng không? AI chỉ 1 tức là cái AI khác AI chỉ 1 này. Thì tức là cái AI chỉ 1 ấy nó là kết thúc của cái bộ đằng trước rồi, CNT đấy. Thì đây là số lượng và giá trị của cái số đằng trước. Đấy. Từ ra ngoài ấy, ra ngoài thì còn dư cái bộ cuối cùng ấy, là B cộng cộng M. Nó bằng cái gì? Nó bằng cái số ngay đằng trước nó là N đúng không? Và cái đếm
Đó. Thì sau khi đấy mình sẽ thử lại nhá. For bằng 1 này. Y nhận m, y cộng cộng này, chia out. Thì trong cái pair này mỗi phần tử nó sẽ có một cái first và một cái second. First là cái này. Second là cái này. Đó, thì chắc các bạn học pair là biết rồi. Chia out. Chia out gì? Chia out bi chấm first. Và thì và bi chấm second xem đúng chưa nhá. Đây ví dụ đi 2 4 6 8 9 9 4 này. Ôi chết rồi, cái bài này nó lại có vấn đề rồi. Không có rồi. Mình tự xin test xong rồi tự nghĩ ra test tiếp mình rồi. Tuyệt vời. Nhưng không ở ở cái phần xử lý sau ấy, còn cái phần xử lý này nó chắc vẫn đúng rồi. No match for operator cái gì đây? Repair. Bạn nào biết lỗi này ở đâu không? Comment phát nào. Oxy out. Sai sai gì em? Sai ở dòng này mà. Chưa đến dòng đấy, đang sai dòng này. Mình gán bằng pe mà. Anh biết sao sao sai rồi. Cái m là in chứ không phải pe nhá. M là in này. Giờ không sai được cái đoạn dưới đâu nha. Anh code 1 tỷ lần rồi. Đó thì nó nén lại được cái số 1 3 lần. Số 2 là 4 lần thôi. Biết sao sai chưa đấy. Anh đã cố tình code sai để nó sai đấy. Để chú ý nhá, là lúc lúc nó khác nhau ấy thì tức là cái số A hiện tại nó là bắt đầu của một cái bộ số khác nhau mới thì lúc này C, N, T nó sẽ bằng 1. Đó. Thực ra cái này còn cách code ngắn hơn nữa trong cái vòng for này, ngắn hơn một dòng nữa cơ. Nhưng mà thôi, không cho các bạn biết đâu. Các bạn lại code ẩu thì chết. Đó. Đó là cách mà mình đảo cái CNT xuống dưới. Và lúc đấy mình sẽ dán cái CNT này bằng 0 và chỗ này không cần eo nữa. Nó sẽ có dạng như này. Nó sẽ dạng như này. Nó sẽ là if AI khác AI chỉ 1. Thì B cộng cộng M nó cũng vẫn như thế nhá. Sau đó CNT bằng 0 cơ. Bằng 0. Thì sau đó CNT xuống đây cộng cộng. Thì đằng nào nó cũng cộng cộng đúng không? Đằng nào nó cũng bằng 0 ấy thì xuống đây cộng cộng nó cũng bằng 1. Hoặc là nếu mà nó khác nhau ấy thì đằng nào cũng cộng cộng đúng không? Thì xuống đây nó cũng vẫn bằng như đây cộng cộng. Được chưa? Đây là cách code mà nó ngắn hơn một chút nhưng mà khuyến khích code theo cách trên. Đó. Mà ngoài ra lại còn cách code ngắn hơn một dòng nữa ấy. Đó là mình gắn cái bn cộng 1 ấy nó bằng một số cực to ấy. Nó khác cái b cái n cộng 1 ấy, nó khác n ấy. Thì chỗ này mình for đến n cộng 1 luôn. Thì cái bước này mình không cần làm nữa thì tại cái vị trí n cộng 1 ấy nó sẽ thỏa mãn cái điều kiện và tức là nó sẽ cho cái cặp n và cái đếm của n đấy nó vào luôn chứ mình không cần thêm cái bước này nữa. Nhưng thôi thêm bước này cho nó đẳng cấp. Cho cảm giác là mình mới học. Cái code kiểu kia có thể các bạn không hiểu đâu. Các bạn nào hiểu thì tốt. Nào. Gì đấy? À, phải á? Đây nhá. Cái này anh lại chưa dạy em à? Bây giờ có hai lệnh như này, ví dụ như này. CL E và CL B. Thì mình có thể gộp gộp gọn lại một lệnh CL C luôn đi. Mình có thể gộp gọn lại thành một dòng ấy, đó là CLE đúng không? CLB, CLC đúng không? Đó, thì mình có thể gộp lại tiếp là mình thay bằng dấu phẩy thì hai mấy cái lệnh này nó thực hiện liền nhau. Đó. Hiểu không? Còn kiểu kiểu khác nữa, đây ví dụ như là trong một cái khối lệnh, trong một cái vòng for nào đấy em như này đúng không? For xong rồi em chia ra ba cách thì thay vì viết cái ngoặc này này, thì em có thể viết luôn ba lần. Viết ba cái dấu phẩy này thì em phải cần ngoặc, nó coi như nó là một khối lệnh luôn ấy. Hiểu không? Coi là một khối lệnh. Được chưa? Ví dụ for cái gì đó. Thì cái này coi như là một khối lệnh nhá. Biết chưa? Đó, ngoài ra à không, nhưng mà cái lệnh này ví dụ như là e bằng b này, hoặc là break ấy.
break. Thì cái lệnh này thì lại không phải được nhá. Lệnh này không phải được. Bởi vì cái này có màu xanh, cứ hiểu là có màu xanh nước biển đậm này là không phải được. Còn cứ cái bình thường là phải được. Thì cái lệnh này của anh tương đương CL2 này, rồi cho endline của anh là CL endline. Đấy, CL endline này. Đó thì anh viết liền luôn thành một khối lệnh ấy. Kiểu kiểu vậy. Cái cách này anh học trên CodeFox ấy. À, ngoài ra còn một cái cách khốn nạn hơn nữa, đó là cách cách này. Cách bài nào nhỉ? Bài bài gì ta? À, bài file pair này. File pair này nếu mà tìm ra hai vị trí easy thì mình sẽ return CL easy và phẩy không này. Thì cái lệnh này tương đương với CL easy và return không, nhưng mà mình có thể return CL easy phẩy không. Được chưa? Ok chưa? Đó, thì mấy cái cách này anh học trên CodeFox ấy. Anh hay đi gặp code người ta thì anh học được mấy trò rất là thú vị. Còn nói chung là anh học được 4-5 trò gì đấy trên đấy. Vui lắm. Đó. Đến bài này tiếp nha. Người rưỡi rồi. Hiện tại đến 11 giờ đi. Tí nghỉ một lúc nha để anh uống nước rồi các bạn code luôn mấy bài này rồi sau khoảng 30 phút anh sẽ chia tiếp. Thế đây là tìm đúng rồi đúng không? Thì mình phải làm gì? Đây là mình lại tiếp tục tìm cặp như lúc nãy. Trong một biến gì này, biến gì bằng gì? Gì bằng m cộng 4 đúng không? Bây giờ không phải m nữa mà là không phải n mà là m. For in y bằng 1, y nhỏ hơn bằng gì? Y nhỏ hơn bằng n y cộng. Mình làm gì? Cái code lúc nãy anh sẽ code như này, nhưng bây giờ anh sẽ code khác một tí. Và dễ hiểu hơn nhé. Hai pair này. Cái này anh code như này. À không, không phải bài này. Ừ đúng rồi, bài này. Đấy. Anh hiểu cái này không? Không hiểu thì cũng cố hiểu nhá. Bây giờ là cái gì? Bây giờ mình sẽ tìm cái vị trí. Cái vị trí. Vị trí. Tốt nhất này. Vị trí này. Như này này. 1, 2, 3, 7. Em 9 đi. Thì giả sử bây giờ là cái tổng của mình 8 đi. Thì nếu mà ở vị trí 1 này ấy, thì mình phải tìm cái vị trí nhỏ nhất mà sao cho nó tổng nó lớn bằng m đúng không? Thì có thể là cái vị trí tại đây này. Nó tạo ra một cái tổng là m à là k ấy, k. Được chưa? Nếu giả sử không có số 7 ấy, thì mình sẽ tìm ra số 8 đúng không? Cái tổng này là 9 thì không thỏa mãn thì mình không làm gì cả. Nhưng mà nếu ở đây là số 7 ấy, thì mình sẽ tìm đến cái gì cho for đến tận số 7 này. Y đến tận số 7, sau đó thì kết quả được cập nhật bằng hai cái đếm của hai cá nhân với nhau, được chưa? Đó. Bây giờ là như nào? Bây giờ là for y ai à, b b bây giờ làm bằng b. Vì cái này là mình so sánh cái giá trị của cái số đấy đúng không? Nên mình sẽ dùng first với second. Thì mình sẽ define vào cho ngắn nhá. First là fi nhá. Thì là first. Second là SN nhá. Second. Đó. Thì qua cái gì? Qua bi.first. Mà nó cộng với cả bg-1. Bg-1.first. Và còn nó vẫn còn lớn hơn bằng m ấy. Mình sẽ giảm cái gì đúng không? Đó. Tức là mình tìm cái vị trí gì nhỏ nhất. Sao cho cái vị trí bg đấy. Nó vẫn còn lớn hơn bằng k. Quên, không phải m. K. Chỗ này là m chứ. Đó. Bạn chú ý nha. Thì kết quả nó là nếu mà ấy, nếu mà ai bằng bằng ai a b b b b b chấm first mà cộng với cả b g trừ một chấm first mà đúng bằng bằng k đúng không, đúng bằng k thì lúc ấy mình cập nhật kết quả đúng không, ns cộng bằng gì, ns cộng bằng bi chấm second nhân ci chấm second. Thì hai cái số này nó là 10^6 không, có thể là lên đến 10^6. Được chưa? Không, nói chung là gần gần cỡ 10^6 đấy. Kiểu đấy thì hai cái nhân với nhau quá được long long đúng không? Thì ép kiểu sang long long là mình sẽ nhân một lần lần trước. Đó, cái ns cộng bằng này thì ns cũng phải long long này. Nhưng mà cái trường hợp này anh nãy vừa tự sinh ra cho mình một cái test đó là tự viết anh. Đấy, nếu mà lúc bằng 2 đấy thì nó phải ghép với những cái số 2 khác đúng không? Được chưa? Nếu mà nó bằng 2 ấy, thì nó sẽ tìm y được về vị trí đúng đến cái vị trí này luôn.
y bằng 2 mà z ấy, z nó sẽ chạy về đúng cái vị trí 2 đấy luôn. Nên mình sẽ làm gì? Mình sẽ if nó ra, if mà bi chấm first phải khác với cả b di trừ một chấm first thì mình mới nhận kiểu này, còn nếu không ấy tức là lúc đấy nó bằng nhau rồi ấy, bằng nhau rồi thì làm gì, bằng nhau rồi thì NS nó sẽ cộng bằng ví dụ bây giờ cái đếm đếm của hai là hai đúng không, thì nó sẽ nhân với một thôi, hai nhân một thôi, nó ghép những số đằng sau nó thôi. Nói chung là nó bằng số lượng cái đếm của nó, tổ hợp chập hai của nó đấy, một là L nhân CI chấm xe cực nhân CI trừ một chấm xe cực, à không, CI chấm xe cực trừ một chia hai, chia hai không nhỉ, chỉ có chia hai, có chia hai đó. Ngoài ra ấy, giả thử ở đây có một đống hai như này thì đến cái vị trí hai đầu tiên này, một đầu tiên nhá, một đầu tiên này thì nó sẽ lại đến với ba này đúng không, thì lúc ấy y ở đây này, y ở đây còn cái y ở đây đúng không, à không, lỗi kỹ thuật, bên cái này mình nhắn rồi, nếu không nhắn nó sẽ bị lỗi đây, ví dụ này hai năm vậy, ba một bốn thì lại đấy, thì đầu tiên cái một này thì cái gì ở bốn này thì hai này nhân nhau là 12 đúng không, nó đến con hai đấy, đến con hai này thì lúc ấy gì nó cũng bằng hai đúng không, lúc ấy gì cũng bằng hai rồi thì cái gì thì sao ta, thì nó được cộng lên bằng một lượng là 5 nhân 4 chia 2 là 10 rồi, thì lúc ấy if đến đến cái đoạn đằng sau đấy, đến đoạn đằng sau này, à thôi đến đoạn thằng đằng sau nó cũng không cần đâu, à thôi không cần if thêm đâu, hoặc là nếu if thêm ý, thì tức là if if y mà nó lớn hơn gì rồi ý, thì mình break luôn, còn không cần này chắc cũng không sao, thử nhá. Mình không chắc nữa. C chưa thấy báo C, à quên cái này không phải C, nó là xe cần b bi chấm xe cần và bi chấm xe cần, cái này là bi chấm xe cần và đó nhỉ, không rồi sao sai đây, à, đấy sao sai cái thế nhỏ, first chỉ sao đánh first đúng không, thì nhân vào cái lượng second, đi tập lại sau này, à không cái này cái lúc này z đã giảm xuống rồi thì lúc ấy mình phải tính cái tổng bi và bt, z đã giảm đến cái vị trí mà nó có thể bằng rồi, ồ thăm ta kỳ ta bị đếm thừa vậy, một hai và năm hai sao đếm thừa bạn biết không, à chỗ này vẫn là gì, trời ơi lúc cái đầu luôn, trời ơi trời sao lại là tám rồi, à nó bị đếm thừa đấy đúng rồi, để phải hả, khoan có đếm thừa đâu ta, một này với con một này hai cái nhân nhau thì đến lúc con năm này là so với con này ở ngoài thế chắc là phải break rồi, nếu mà đến lúc y bằng năm ấy ở chỗ này phải break nhá, đến lúc y bằng năm này y bằng hai thì lôi gì nó xuống về một ấy thì cái này nó tổng nó bằng nhau nên chỗ này nếu y lớn hơn gì thì break ra chưa, hiểu không,
đến đến đầu tiên là một một với năm đúng không, nhưng mà lúc y lên năm ấy thì gì nó chạy xuống một, lúc ấy hai cái đấy bằng nhau nên là mình vẫn sai thế này, gì cũng cộng rồi. Ờ, à, gì chỗ này gì thì lúc ấy nếu muốn gì kéo về một rồi ấy, thì mình phải thăm một y rồi ông kia, hoặc là chỗ 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 này này chỗ trước. Ờ, 6 1 5 5 bằng 4 rồi. Thì hoặc là trước trước cái chỗ này này thì mình sẽ ít y bằng bằng gì này, chỗ này ít y bằng bằng gì bằng đấy luôn. Ở chỗ nào nhỉ, y bằng bằng gì ở trên này đấy luôn, lại ít y đến gì chỗ này bằng đấy luôn đó. Bây giờ mình phải thử với cái test nguy hiểm của mình đã ra. Test thì test bốn này, một ba mấy 16 cộng với cả 3 nhân 2 đúng không, 3 nhân 2 chia 2 là cộng 3 đúng không, là 16 19, số lượng số là 11, thế ra 19 là đúng. Ok, nhưng có thể đọc xem vẫn sai là không. Rồi bị run time, rồi run time là do bị thiếu mảng ấy. Đấy. False. Ok ta. Ờ. Ảo thật đấy. Lại lừa. Đây rồi. Anh nào mình khai báo thiếu. Anh lừa đảo này. K bằng 19. À nó lên rồi. Ở ngoài 19. Đây, theo là số nguyên dương mà test lại có số 0. Ở đâu bài này test phải số 0 đâu. Nhỉ? Mình phô là sao, ai biết lỗi này không? Hay là quên không đọc các bạn comment gì? Không ai comment luôn. Đẳng cấp. Đọc lại thêm nữa. Hai nữa thì chị có thể dấu ý cho mày chấm hoặc gì đấy. Vẫn thế, vẫn là bài như thế. Rồi nó vẫn run time. Tuyệt vời. Kỳ ta. Với bài như này thì mình phải xử lý sao nhỉ? Nếu mà y lên đây này, y lên đây mà t nó không ngừng về. À, cho thêm cái này đi. Vì cái số này ấy, tức là cái số này lớn k này, thì cái gì nó chạy mãi mà nó vẫn không nhỏ được k ấy. Cái tổng nó không không xuống được dưới k ấy, thì chỗ này nó bị sai. Các bạn phải cho gì ở đây lớn hơn bằng y. Thì tức là nếu mà nó giảm được nữa ấy, thì nó sẽ giảm xuống cái y chỉ một ấy, thì đến đây nó sẽ break luôn. Được không? Kiểu nữa thì chịu nha. Nào các bạn hiểu chưa? Rồi thì chúng ta có thể dừng tại đây và tí dậy tiếp, hoặc là hôm sau dậy tiếp, thì cuối cùng nó vẫn là một buổi thôi, coi như nó là một buổi nhé. Đấy, ok chưa, ok chưa, press một đi các em. Tính sót bạn ấy không cao tính sót được em ạ. Cao tính sót là em phải nén mạng lại rồi em ấy mà, bài này nó đến 19 mà sao tao tính sót à. Lại dạy tí thôi, xét tí em một buổi học một cái thôi, đâu học được tí học tí khá là may mắn. Bài này code bằng gì nhỉ?
Thôi bên này thôi tạm nghỉ nhá, cốt đi các em. Cốt đi rồi tí anh quay lại. Tầm 15 phút có cốt được hết mấy bài kia không? Hoặc là ai cốt rồi thì có thể gõ số lượng cốt bài bài mình đang cốt ở đây. Trong ba bài vừa xong hay hai bài nhỉ? Hay ba bài nhỉ? Em 4 bài rồi thì ba bài này cốt được mấy bài thì có thể gõ ở đây. Ok, còn một đúng một bài tức là cốt hết cả những bài còn lại đúng không? Đấy, thì bây giờ từ từ các bạn gõ đi. Cho các bạn 15 phút nha. Tới tí chữa tiếp. Ok chưa? Nghỉ nhá. Đã nghỉ được chưa? Thôi, nói chung là vẫn phải dừng video cái này ra.